Câu hỏi này của bạn Vũ Hồng Hát, 32 tuổi, ở Nghệ An. Chồng em cứ dụ em quan hệ bằng miệng và cửa sau. Anh ấy bảo như vậy sẽ hứng thú và vui hơn. Em lại rất sợ vì cho rằng mất vệ sinh và không an toàn. Tuy nhiên điều đó khiến hai vợ chồng em lục đục hoài. Gần đây chồng em còn giận dữ đến nỗi không thèm nói chuyện với em. Vậy cho em hỏi quan hệ bằng miệng và cửa sau có an toàn không? Và em phải cư xử thế nào để chuyện vợ chồng có thể trở nên hòa hợp? Trong cái ý thứ nhất là quan hệ bằng miệng và cửa sau thì có an toàn hay không? Vâng, và tôi rất là muốn ý kiến của một chuyên gia luôn đứng về phía phụ nữ. Bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc ạ. Tôi nghĩ rằng là cái này thì tôi kính lão đắc thọ, tôi nhường cho chị Thủy. Chị cho ý kiến trước về cái này. Dạ, xin mời chị Thủy. Tất cả những người ta cái sinh tình dục người ta sinh ra nó có chỗ để quan hệ tình dục, chứ không phải là chỗ nào để quan hệ tình dục. Tất cả những chỗ mà ngoài cái sự mà do trời sinh ra thì đấy là bệnh lý hoặc đấy là bất thường. Và cái bất thường thì không bao giờ tốt, khẳng định luôn như thế. Chúng ta phải hiểu này này, những cái mà lây truyền, bệnh lây truyền qua đường tình dục, lây truyền đường tình dục thì cũng lây truyền các đường khác. Nhưng chúng ta hiểu rằng những cái mà chúng ta lây truyền đường tình dục chúng ta có thể chữa dễ hơn rất nhiều khi chúng ta lây truyền vào đường miệng hoặc là đường hậu môn. Tôi nói này, bởi chúng tôi là bác sĩ sản thì tôi nói một cái đi việc rất là ấy nè, ví dụ cái nhiễm HPV chẳng hạn. Người ta muốn ung thư cổ cung người ta phải nhiễm HPV người ta mới ung thư cổ cung. Thế nhưng mà khi mà bây giờ người ta mới tìm thấy là ung thư vòm họng rất nhiều người do HPV. Ung thư đại trực tràng cũng do HPV. Thế thì HPV từ đâu? Từ đâu ra đến để đến đấy? Nếu mà không phải là nó là bệnh lây truyền qua đường tình dục mà. Thế thì cái đấy là hết sức nguy hiểm. Kể cả lậu, cả tất cả mọi đường. Đấy là thứ nhất là về đường lây nhiễm. Thứ hai nữa, đấy là về mất vệ sinh nhé. Thứ hai nữa mà khi mà nó linh hoạt qua đường hậu môn ấy, cái cửa sau chính là linh hoạt qua đường hậu môn ấy, các bạn ạ. Nó có một cái hệ lụy mà nhất là cho những người mà đồng giới ấy, cực kỳ khổ sở. Bởi vì là nó sẽ làm đứt kẽ hậu môn, nó làm đứt cái cơ hậu vòng hậu môn ấy. Đứt cái cơ vòng hậu môn. Cái người đấy là mang tật suốt đời luôn ấy. Mang tật suốt đời. Bởi vì là cái hậu môn của mình nó có cái cơ thắt đây này để nó giữ phân và nó làm mọi thứ nó bảo vệ. Khi người ta quan hệ bằng đường đấy nó làm đứt cái hậu cơ hậu môn ấy, xong nó đứt, đứt kẽ, không có gì điều trị ở đâu, rất khó. Nên cái việc đấy là không bật lên cả. Nó chỉ dùng cho các trường hợp bệnh lý thôi. Chứ người bình thường, nhất là hai vợ chồng bình thường, mình cho là một bạn trai mà lại dụ vợ đi làm cái việc đấy thì chắc là có vấn đề, có lẽ cũng cần phải xem lại. Dạ vâng. Tôi thì đúng là tôi cũng hoàn toàn đồng ý với chị Thủy về vấn đề này. Người ta sinh ra cái âm đạo là để sinh đẻ và tình dục. Người ta sinh ra cái miệng là để chúng ta tận hưởng thức ăn, hưởng cái vị nước uống. Đấy. Và sinh ra cái hậu môn là để chúng ta làm cái đường bài xuất. Tất cả những cái việc mà chúng ta sinh ra cái gì nó có ý nghĩa mục đích của nó. Chúng ta làm những cái việc mà nó không sai mục đích, nó đều có những hậu quả rất nặng nề. Cái nặng nề khi mà chúng ta nghĩ rằng là quan hệ tình dục bằng đường miệng nó an toàn, đấy là một cái sai lầm rất là nhiều. Chúng ta thường có ý thức rằng cái này này, hai người quan hệ tình dục với nhau, nếu đi bằng đường tự nhiên thì họ sẵn sàng, họ biết dùng bao, biết dùng các biện pháp bảo vệ thích hợp. Tuy nhiên khi đường miệng thì tôi chưa thấy một ông nào dùng bao cao su. Đấy là một cái. Và họ nghĩ rằng là đường miệng rất an toàn. Để rồi đến lúc chót lỡ một vài lần rồi bắt đầu rất lo sợ và đến đi khám khắp nơi luôn. Và nội soi họng đầy sùi màu gà. Đấy là một cái điều ấy. Và chúng ta thấy rằng là chúng ta không hình dung rằng nó lây bằng kiểu gì. Chúng ta thấy rằng là một cái bạn làm trong phòng dịch vụ. Bạn ấy làm nhiệm vụ massage cho khoảng một buổi tối khoảng chục ông. Thế mà trước khi mà bạn vào, bạn ấy oral sex cho bạn bằng đường miệng thì bạn cũng oral sex cho khoảng chục người nam giới khác rồi. Và nếu mà may mắn với phải những ông trước đó, những ông lành lặn thì ok, cũng không sao, có thể may mắn bạn thoát. Nhưng mà nếu như ông trước mà lại bị viêm niệu đạo rồi, chlamydia rồi, lại đầy sùi rồi, mà có những cái sùi màu gà nếu ở bên ngoài của dương vật thì các bạn làm dịch vụ, các bạn có thể biết, nhìn thấy là các bạn thôi, bạn không dùng miệng nữa. Ok, không sao. Nhưng mà những cái sùi mà nó ở sâu trong niệu đạo ấy, thì cái lúc bây giờ các bạn oral sex, các bạn sẽ hút được tất cả những cái đấy ra miệng của bạn ấy. Mà cái gì nó dây ra tay các bạn còn rửa được.
Thế nhưng mà nó vào trong miệng các bạn cho xà phòng vào đấy để rửa đâu, có cho betadine vào đấy để sát trùng được đâu. Cho nên là sau cái việc đấy, người ta lại oral sex cho các bạn. Và đấy là cái nguồn lây nhiễm cực kỳ nặng nề. Và cái này nó lây nhiều hơn cả qua cái chuyện mà quan hệ tình dục thật sự, chị Thủy ạ. Bởi vì thế này, các bạn không đề phòng, các bạn cho rằng cái đường đấy là cái đường mà an toàn. Đấy là nói như vậy có nghĩa rằng là không phải là tôi phủ nhận rằng là xét về mặt tình dục học thì ok, cái miệng cái lưỡi nó có thể mang lại những cái cảm xúc khác cho các bạn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là thay vì những cái đó thì chúng ta còn có rất nhiều cách để làm cho đối tác thỏa mãn, chứ không nhất thiết phải đường miệng đường ăn. Rồi có những bạn lại còn đồn thổi với nhau những cái câu chuyện rằng là nuốt cái tinh trùng của nhau để cho nó trẻ, cho nó đẹp, cho nó đẹp da. Thì tôi cũng đến chưa bao giờ trong đầu tôi hình dung ra những cái câu chuyện như vậy, mà hàng ngày vẫn phải chứng kiến trong các phòng khám, vẫn phải nhận được câu hỏi của các bạn là em nhỡ nuốt tinh trùng của bạn trai em rồi em có bầu được không? Đấy, chị chỉ nhận ra những cái câu hỏi như thế thì nó rất là buồn cười. Thế thì quay trở lại với lại cái việc chúng ta quan hệ qua đường dọa hậu môn. Rõ ràng là cái cơ thắt hậu môn của chúng ta nó co thắt rất nhịp nhàng trong những lần mà chúng ta có cái động tác đi đại tiện để bảo vệ. Thế mà bây giờ chúng ta cứ dùng cả một cái vật rất cứng như thế dùi vào làm mãi rồi, rất là bảo hậu môn không phải là cái chức năng bài tiết tẩy dịch. Thế đưa vào nó rất khô và cái cơ thắt của các bạn nó dão ra rất là nhiều. Chẳng mấy khi nó giống như cái song xe nó dão ra, các bạn sẽ dẫn đến cái chuyện rằng là đại tiện không tự chủ. Đấy là cái hậu quả tất yếu của các bạn mà quan hệ với nhiều. Chưa kể rằng là các bạn trĩ là cái rất đơn giản, trĩ nhiều lắm. Rồi các bạn có thể là tổn thương cơ thắt rất nhiều, và đặc biệt là sùi màu gà, cái vùng hậu môn trực tràng, từ đấy là ung thư trực tràng cực kỳ nhiều. Nếu các khoảng độ 10-15 năm trước, chúng ta rất ít khi nói đến cái chuyện nguyên nhân ung thư mà trực tràng do nguyên nhân HPV, thì bây giờ rất nhiều. Trước đây chúng ta hầu như không gặp cái ung thư ở vòm họng và không nghĩ đến cái nguyên nhân dịch tễ nó là cái do HPV, bây giờ thì rất nhiều. Thế thì vì vậy mà đấy là những cái đường mà nó không tự nhiên, chúng ta nên tránh trong những chừng mực có thể. Nếu mà chúng ta trong những trường hợp mà chúng ta bắt buộc phải quan hệ qua đường hậu môn, đúng không ạ? Chúng ta phải có một cái biện pháp mà phòng tránh thích hợp, giống như là chúng ta làm qua cái đường tự nhiên kia. Đặc biệt đối với các bạn mà có xu hướng tình dục đồng giới mà các bạn sử dụng qua cái đường qua hậu môn, các bạn phải có kiến thức rất tịnh về nó, nhẹ nhàng không là nó thủng trực tràng ngay lập tức. Và hai nữa là chúng ta phải dùng dầu bôi trơn thích hợp đủ lượng, phải nong cái chuyện đấy trước khi đấy làm như thế nào, phải dùng bao như thế nào. Tóm lại là các bạn sẽ phải được training rất là kỹ trước khi các bạn đến với nhau bằng cái chuyện mà quan hệ tình dục qua đường hậu môn. Và cái điều đấy đứng về mặt chuyên khoa, đứng về mặt y học thì cả tôi và bác sĩ Thủy đều khuyên là các bạn không nên, trong cái trường mực rằng các bạn mà có những cái lựa chọn khác tốt hơn. Và các bạn đừng quan niệm rằng là tình dục đến với nhau chỉ là hai cái chuyện đấy với nhau thôi, nó đến với là sự yêu thương, sự chia sẻ, sự bày tỏ cảm xúc. Và đôi khi người ta chỉ cần hiểu nhau thôi, đấy cũng là sự tình dục rồi. Hiểu nhau, mang lại hạnh phúc cho nhau, đã là tình dục, tri kỷ với nhau thôi. Chúng ta đừng nghĩ rằng là tình dục lúc nào cũng phải có cái chuyện kia, mà nó nực cười ghê cơ. Vâng, xin được cảm ơn các ý kiến của các chuyên gia.